màu đỏ ấy. Thầy Quyến xin giới thiệu với em thí nghiệm giữa dung dịch sắt 2 clo. Đây, với dung dịch natri hydroxit. Bây giờ thầy nhỏ dung dịch natri hydroxit vào dung dịch sắt 2 clo. Dung dịch natri hydroxit không màu, nhỏ vào dung dịch sắt 2 clo có màu xanh lõm chuối. Tùy theo nồng độ mà cái màu xanh này nó sẽ nhạt đi, thì ta thu được kết tủa sắt 2 clo có màu xanh. Kết tủa này ở dạng keo. Vậy cái hiện tượng này thì chứng tỏ rằng hai chất đã tác dụng với nhau, là natri hydroxit đã tác dụng với nhau sắt 2 clo. Vậy cái hiện tượng như thế thì được biểu diễn bởi phương trình học như nào, các bạn quan sát thì bài. Sắt 2 clo thì công thức là FeCl2 tác dụng với dung dịch natri hydroxit, công thức là NaOH. Này là dung dịch. Chúng ta thấy là phản ứng diễn ra điều kiện thường. Có xuất hiện kết tủa natri sắt 2 clo là muối, natri hydroxit là bazơ. Thì muối tác dụng bazơ tạo ra muối mới và bazơ mới. Phản ứng này là phản ứng trao đổi. Ở đây có sự kết hợp của Fe với nhóm OH và Na với gốc clo. Thì ghép Fe với OH. Do Fe vì là phản ứng trao đổi cho nên sắt không thay đổi hóa trị, sắt có giá trị 2, OH giá trị 1. Vậy công thức của sắt 2 hydroxit là FeOH2. Na ghép với Cl, natri hóa trị 1, gốc clo hóa trị 1. Vậy hai thành phần này thì một công thức là NaCl cân bằng với Na2, sắt 2 hydroxit này kết tủa xanh. Chúng ta quan sát lại. Phần kết tủa sắt 2 hydroxit bên trên khi tiếp xúc với không khí, ta thấy nó đã một phần đã chuyển thành màu vàng. Hay nói một cách khác là nếu lượng kết tủa chuyển màu vàng nhiều hơn thì ta sẽ thấy có màu nâu đỏ. Còn phần bên dưới do bị ngăn cản bởi lớp dung dịch oxy chưa thẩm thấu đến cho nên nó vẫn là màu xanh. Nhìn ở trên khía cạnh lớp 9, lớp 10 thì chúng ta cần hiểu như vậy. Nếu mà ở mức độ lớp kiến thức lớp 11 và lớp 12 chúng ta cần hiểu ở mức độ cao hơn. Ta thấy sắt 2 clo là chất bị đi mạnh thì phân ly thành sắt 2 cộng với 2 Cl trừ cân. Natri hydroxit là chất bị đi mạnh. Đây có 2 thì chúng ta sẽ có 2 Na cộng với 2 OH trừ. Sắt 2 hydroxit là chất kết tủa. Chúng ta biết là FeOH2. Natri clo là chất bị đi mạnh. 2 đằng trước cho nên ta cộng luôn là 2 Na cộng 2 Cl trừ. Ta thấy hai vế đều có 2 Na cộng 2 Na cộng. Ta triệt tiêu được như này, tức là ion natri cộng không tham gia vào quá trình hóa học. Có 2 ion Cl trừ, 2 ion trừ ta giải ưu hết, tức là ion Cl trừ cũng không tham gia vào hóa học. Vậy còn lại là Fe2 cộng cộng với 2 OH trừ tạo thành FeOH2 kết tủa xanh. Vậy thực chất khi đổ dung dịch sắt 2 clo vào dung dịch natri hydroxit hay ngược lại dung dịch natri hydroxit vào dung dịch natri clo
là sự kết hợp của ion số 2 cộng với ion OH trừ để tạo nên kết tủa số 2 oxit màu xanh. Vậy với cái hiện tượng như vậy thì được giải thích bởi phương trình phân tử là số 2 cloro cộng 2 NaOH, FeCl2 cộng 2 NaOH thành FeOH2 cộng 2 NaCl, hay là Fe2 cộng cộng 2 OH trừ thành FeOH2 lần. Vậy nội dung thí nghiệm đến đây là tạm dừng. Hẹn các em ở thí nghiệm sau. Xin chào.